Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn claim 250.000 tóc cần có cái hiệu là OCT các bạn. Trước khi vào claim và mình đã thông báo cho tất cả các bạn một dự án là vào cái khoảng ít tiếng trước mình có hướng cái video hướng dẫn các bạn claim con tóc cần có cái hiệu là Sapphire Mask này các bạn. Thì những bạn nào đã claim theo mình thì hiện tại cũng đã ít được từ 30% các bạn. Hồi sớm mình đã claim khoảng 10 đô, giờ lên được 13 đô nữa các bạn, lời khoảng 3 đô. Còn con Sapphire Mask này thì mình khuyên các bạn không nên claim các bạn, vì hiện tại giá nó đang đứng ngoài các bạn. Còn con tóc cần Sapphire Mask này thì các bạn nào chưa claim thì vào claim các bạn. Tăng trưởng khá là tăng giọt luôn các bạn, nhanh luôn các bạn. Rồi, và bạn nào chưa claim con tóc cần ULK này thì em có để phần link cho tất cả các bạn claim hết nha tất cả các bạn. Thì để claim con tóc cần OCT này thì các bạn cần click phần link mô tả của mình hoặc là join vào kênh Telegram giúp mình, các bạn copy cái link ghép này nha các bạn. Sau khi các bạn copy cái link này thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra các bạn. Thì điều kiện để claim con này thì các bạn cần có phải là 0.001 BNB nha các bạn. Có khoảng 1 đô BNB Smart Chain này các bạn. Thì các bạn bấm vào một dash này. Rồi các bạn dán vào đây các bạn. Dán vào một trình duyệt nha các bạn. Lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Dòng trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Thì các bạn bấm vào chiếc, bấm vào một claim thôi các bạn. Thì mình sẽ gửi phi ra là 0.029 B 0.00516 BNB của khoảng 0.9 đô, 0.2 đô la các bạn, khá là rẻ luôn các bạn. Rồi các bạn bấm nút chấp thuận nè các bạn. Mình đang nạp cho nó các bạn. Thì mình vừa đang nạp xong thì tóc cần nó đã về nè các bạn. Thì mình qua mình check luôn chắc các bạn. Thì con này đang bán trong chương trình bán hàng phi sale là giá 0. Các bạn có thể mua từ 0.01 BNB tới 5 BNB các bạn. Để mình qua mình check con chắc của nó coi về chưa nha tất cả. Thì con chắc của tóc cần OCT này có để cho phần link mô tả các bạn. Thì thông tin của dự án này giờ mình mở ra mình đã nhận các bạn. 2.500 tóc cần các bạn. Và thông tin dự án này là mùng 1 tháng 5 nó sẽ đưa vào danh sách trắng sẽ list sàn Bankia sẽ swap vào ngày 3 tháng 5 nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim tóc cần OCT đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.